Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng vừa phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo trực tuyến đánh giá công tác triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phục vụ mục tiêu quản lý chất thải bền vững trong khuôn khổ dự án Star Chef của Nhật Bản. Tại hội thảo, các chuyên gia dự án đã đánh giá hiện trạng quản lý, thu gom và tái chế chất thải rắn xây dựng và đề xuất phương án xử lý cho thành phố Đà Nẵng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ phía Nhật Bản trong công tác quản lý và hướng dẫn phân loại chất thải rắn xây dựng. Theo số liệu, mỗi ngày các công trường xây dựng tại Đà Nẵng phát thải ra khoảng 500 đến 600 tấn chất thải rắn xây dựng, chiếm khoảng 13% tổng lượng chất thải rắn. Công tác quản lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt ở các địa phương còn nhiều khó khăn. Chưa có doanh nghiệp thu gom chuyên nghiệp, quy hoạch các bãi tập kết, trùng lấp chưa được thực hiện hiệu quả. Đổ bất hợp pháp vẫn phổ biến, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch thành phố. Hội thảo đã đề xuất cần tập trung vào thực trạng thu gom thành phần vật liệu và dòng chất thải rắn xây dựng, phá dỡ, nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý và mô hình tái chế chất thải phù hợp xây dựng đề án tổng thể về quản lý và tái chế chất thải tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách quản lý chất thải đến người dân và các bên liên quan